Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay Bonsai Đinh Vượng lại xuống thăm khu vườn của anh Nam Lê. Một cái không gian phải nói thực sự rất là đẹp quý vị ạ. Cách bài trí, trang trí. Và chúng ta cùng ra tham quan cái vườn cây của anh Nam. Rất nhiều những tác phẩm đẹp. À, và ở đây anh rất là nhiều những cái chậu cổ cũng đã sưu tầm về để vào cây. Và đang Bonsai Đinh Vượng đang thấy một cái tác phẩm được kê cái vị trí rất đẹp để chia sẻ cùng tất cả các bạn cùng tham quan cái tác phẩm này. Nó đang có một cái nền phong tranh rất đẹp. Đó. Một cái sắp xếp cây bông tàn ba thân. Đường chạy rất dẻo các bạn ạ. Trực rất dẻo. Nói chung ba thân đều đẹp. Ô, cây này đẹp quá như đang che hết chân. Khả năng đang lên đá dưỡng cây nhưng không tham quan được. À, chào em Giáp nhé. Vâng, em chào anh ạ. Hôm nay tưới cây à? Vâng, em đang tưới, mình đang bận quá, tranh thủ tưới. Ừ, cứ làm đi. À, có cây lộc vừng nhỉ? Vâng, lộc vừng. Ừ, côn tít rất đẹp quá. Hôm nay anh Nam lại bận đi ấy à? Đi Hải Phòng. Đi Hải Phòng à? À. Ấy, một cái gốc cây lộc vừng làm côn tít. Lại mai cho con này đi chơi thi đấu cũng hay đấy, đẹp. Đường chạy tay cắt giật. Một cây lộc vừng như này rất hiếm vậy nhỉ? Được cắt giật như này là hiếm có đấy. Cây lộc vừng đẹp quá, côn tít đấy các bạn ạ. À, đây là một cây si. Ghê không? Rất là già. Những cái đô này tưới vào cái đỏ au ngay nhỉ? Đấy, mày quá đợt này cắt ra này thao hô mà ngắm các bạn ạ. Toàn những cây thân pháp lộ ra hết đây rồi. Đi tham quan hàng loạt những cây đang được tạo tác ở đây. Đây này, có cái cây này là kinh này. Đây mai sẽ là cây đẹp này. Đẹp lắm. Đây mai phải moi cái chân bệ ra thì phê lắm. Vườn này thì quay bát ngàn các bạn ạ. Quay vài ngày không hết rất nhiều cây. Phải nói là đến hàng ngàn cây ở cái vườn này. Đó, những cái phôi to khổng lồ này. Đủ các loại. Lớn bé, to nhỏ. Rồi đủ các hình thức. Cây cổ, cây lối mới, cây đương đại, cây rụt rịt. Tất cả đều có ở đây. Một cái nơi gọi sáng tạo nghệ thuật của anh Nam Lê. Đầy đủ các thành phần. Đấy, đây một cây ôm đá đây này. Cái viên đá rất quý này, cái viên đá liên lạc. Ồ, một cây xanh to lắm này các bạn tham quan. Được chưa? Có cái đường nét nữa. Hay đấy các bạn ạ.
Ô, một gốc cây si này, giả trắng tinh như vôi. Cây thanh vách. Cái này hai mặt đều đẹp, mặt nào cũng đẹp. Sau đây ngắm một cái cây phôi xanh Nam Điền, đứng từ xa nhìn rất đẹp rồi. Đang được xử lý. Ôi, một cái tuyệt tác cây dưới này. Cây dưới này đang cấp này. Đấy, cây dưới này rơi mới được nhìn thấy này. Từ cái ngày tôi xuống rất nhiều lần rồi, hôm nay lại phát hiện ra có cái cây dưới này ở đây. Đẹp chưa quý vị? Nền đá quá đẹp. À, đây là họ lên đá sau này đấy. Mà là cái rễ nó quấn nó như là cái cây nhẹ đá lâu năm ấy. Đấy, cái cây kia nó độc lập rất đẹp này. Đấy. Một cái điểm nhấn này. Cây này đi nền. Cái dưới nó ấn tượng quá. Rất độc đáo. Nhiều lắm các bạn ạ. Bát ngàn. Tha hồ mà ngắm. Đây là những cái cây phôi đang được chế tác. Cái này hay đấy. Rất là già, già mà lại khô. Cái này giá trị này. Còn nó có cái đường thần chính chạy đẹp quá. Ôi, cái này sao mà nó lu cục u biếu nó như đá thế này. Này, sợ chưa? Đấy, các bạn nhìn. Như san hô, sợ thật đấy. Đúng là cây là ghê gớm mà. Cái này nó là cái cây nó dòng cái túc. Nhìn này sướng thật đấy. Này. Đây là những con huyền có những cái đường chạy cũng kinh. Quá nhiều cái phôi đẹp cho các bạn tham quan. Đấy, để đây các bạn nhìn cái đường chạy là hình chữ S này không? Họ cách chế tác tạo đường chạy cho cái cây nó rất sâu, nó tạo thành cái đường chạy đẹp. Những cái phôi ở đây thì bạt ngàn cho các bạn tham quan.
Vâng, cái phôi này, cái đường trần gu ghi ghê gớm. Đấy, một cây rất già rồi. Trực lũi. Ừ, như có một quả lũi đấy, đồ sộ. Dạ thế. Đấy, những cây xanh già nó đỏ. Đây có nét thần thái đấy. Đây, mặt tiền của nó đây. Đấy, như thế này các bạn ngắm đi phê không? Bao nhiêu cốt đẹp hôm nay lộ thiên hết ra, các bạn tha hồ ngắm. Nhiều lắm các bạn ạ. Rất nhiều và rất nhiều. Và bonsai Linh Vượng cũng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn video tiếp theo.